Hello, chào Trung. Hello, em chào anh Thơ Quang, chào cô chú anh chị. Mà em muốn trao đổi nó liên quan đến cái vấn đề này đó. Đó là cái mà chúng ta tương lai chúng ta phát triển như thế nào đó, thì nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố nữa. À, trước mắt là chúng ta đã có cái mà hợp tác với các quốc gia, cũng như là chúng ta ký kết rất nhiều các cái hiệp hiệp định, đúng không ạ? Hiệp định rồi là làm ăn hợp tác quốc tế với các nước, cũng như chúng ta đặt quan hệ ngoại giao với rất nhiều nước như vậy, thì nó càng ngày nó khẳng định vai trò Việt Nam là rõ ràng thôi, chứ không vấn đề gì cả. Đấy, thì cái ở đây mà chúng ta muốn nói đến á, thì tất cả những cái mà mấy thành phần bát nháo nó nói lên á, thì chúng ta đều đã nhìn thấy hết rồi, và ngày hôm nay nó đã sự kiện nó đã diễn ra và nó đã xong xuôi hết cả rồi, đúng không ạ? Xong xuôi hết cả rồi. Thì chúng ta có thể thấy được là cái chuyến thăm vừa rồi đó, thì nó mang lại cho chúng ta nhiều cái vấn đề. Dĩ nhiên là nước Mỹ, người ta cũng sẽ đặt lợi ích của nước Mỹ lên trên hết, người ta cũng sẽ đặt lợi ích của người ta, thì dĩ nhiên Việt Nam chúng ta cũng vậy thôi, thì chúng ta cũng không cần phải quá là lăn tăn lo lắng. Dĩ nhiên là em có thể hiểu được những lăn tăn lo lắng đó, và dĩ nhiên là xuất phát từ cái trong cái tâm, đúng không ạ, trong cái tâm thế của con người Việt Nam chúng ta thôi. Dạ đó, thì mình suy nghĩ về cái vấn đề của một quốc gia, của một dân tộc, thì nó hoàn toàn là bình thường, bởi vì chúng ta là một trong những cái thành viên Có trách nhiệm. của cái có cái trách nhiệm với đất nước, thì mình suy nghĩ thì nó hết sức là bình thường thôi. Nhưng mà để mà chúng ta lo lắng thì có lẽ là nó cũng 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 có cái gì đó, nó cũng có cái gì đó em thấy nó hơi 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 quá đi, hơi quá đi. Và như vừa rồi em cũng có nói đó, là cái hiệp định dẫn độ thì em cũng ủng hộ thôi, nhưng mà đối với những thành phần mà bát nháo bên kia thì chúng ta không nhất thiết phải đưa chúng nó về làm gì, tốn tiền, đúng không ạ? Nuôi Vâng. cơm chúng nó thì cũng tốn tiền thuế, nhưng không giải quyết vấn đề gì. Thế nhưng dĩ nhiên là cũng cần phải đưa một vài thành phần về để mà làm gương, thì cái điều đó là cũng không phải có gì mà chúng ta phải bàn cãi cả. Chứ còn đối với xã hội Mỹ thì chúng ta đều tìm hiểu, chúng ta cũng biết rồi. Thế nhưng mà cái nội dung á, mà nếu mà chúng ta theo dõi đó, là ngay sau chuyến thăm của Việt Nam chúng ta, thì Tổng thống Mỹ trở về Hoa Kỳ và có phát biểu tại cái căn cứ quân sự gì như ở Alaska hay ở đâu của Mỹ đó, em cũng không để ý. Thế nhưng mà trong cái bài mà ông phát biểu đó, thì ông có kêu gọi cái tinh thần đoàn kết dân tộc của nước Mỹ. Đấy, nước Mỹ đoàn kết, thì ở đây đó, khi mà chúng ta lật ngược lại vấn đề thì chúng ta có thể thấy được là nước Mỹ là một hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, hay gọi là hợp Trung Quốc, đúng không ạ? Thì người ta bao gồm rất nhiều các cái dân tộc, sắc tộc trên thế giới, mà người ta còn kêu gọi đoàn kết, thì không có lý do gì với cái truyền thống lịch sử của người Việt Nam mình, 54 dân tộc anh em đã sống trên cái đất nước hình chữ S này hàng bao nhiêu nghìn năm như thế, thì không lý do gì mà chúng ta lại lại không thể đoàn kết, đúng không ạ? Trừ những cái thành phần mà me tới rồi là cơ hội rồi bất mãn chính trị thì chúng ta không nói đấy. Và hai nữa là người ta kêu gọi đất nước người ta là phải đoàn kết, phải thế này thế nọ đấy, thì cũng hy vọng là nước Mỹ cũng nên tôn trọng và ủng hộ cái việc mà người dân Việt Nam đoàn kết khi đưa ra những cái quan điểm của mình về một vấn đề gì đó, đặc biệt là cái vấn đề mà đối với những thành phần mà lợi dụng để mà chống phá nhà nước. Nếu không thể là các anh thì kêu gọi đất nước các anh đoàn kết, nhưng ngược lại thì các anh muốn hợp tác với Việt Nam là kịch khung, thế nhưng mà anh lại đi chia rẽ các khối đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam thì nó rất là vô lý. Thì cái đó nó sẽ là cái mà khẳng định trong tương lai. Thì với cái chính sách ngoại giao của Mỹ thì chúng ta cũng biết rồi đó, là nếu không có lợi cho Mỹ thì chắc chắn Mỹ không có làm đấy. Cụ thể là mấy anh ngụy ngày xưa là bị rút oxy tắc thở đó, năm 1975 đó, đúng không ạ? Không có lợi cho Mỹ nữa thì người ta chuyển thôi, người ta tiễn thôi, chứ người ta cũng có dây dưa làm gì cho nó mất tiền mất của mất thời gian. Đấy là cái mà chúng ta có thể thấy. Còn về cái vấn đề mà anh em bát nháo, đúng không ạ, đưa lên những cái thông tin nào là phải cái này phải cái kia, hoặc là Việt Nam phải thế này phải thế nọ, rồi là Việt Nam sang thăm thì các anh lại bảo là
đi bái kiến thiên triều rồi là vân vân và vân vân hết. Thì hiện nay đó, các cái sự kiện nó diễn ra rồi đó, thì đến ngày hôm nay có thể chứng minh được những cái lời nói của anh nó có giá trị đến bao nhiêu đấy, rồi là như thế nào. Bởi vì ngay sau cái chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi, cũng một trong những ông tổ của mấy anh em, à, mấy anh em bắt nháo đó là Thủ tướng Đức sang thăm, thế nó hơi bị có cái gì đấy nó trùng hợp nhỉ. Đợt này thì Tổng thống Mỹ sang thăm Việt Nam thì các anh cho rằng là sẽ mang lại cho Việt Nam cái này, Việt Nam cái kia, không lẽ người Mỹ người ta không có lợi trong đó. Các anh lại quên mất một cái vế thứ hai của nó, rồi là các anh lại cho rằng là giống như kiểu là bày trên vậy, chứ không phải là đi bái kiến thiên triều. Các anh đã đưa ra một cái vấn đề thì nó phải mang tính so sánh đó, hay là mang tính áp đặt thì nó phải là chung, nó phải trên một cái mặt phẳng chung. Chứ các anh không thể là cho rằng cái vấn đề này là đi thăm mà cái vấn đề khác thì là đi bái kiến. Các anh phải hiểu rõ như vậy. Còn nói rõ ràng, chúng ta cứ nói thẳng với nhau một cách trắng phớ ra thì anh cần tôi thì anh đến với tôi, nó rõ ràng như thế. Như ví dụ bây giờ em có việc em muốn nhờ anh thì em phải chủ động, một là em liên lạc qua điện thoại, đúng không ạ? Còn không thì em phải đến trực tiếp, em gặp anh thì em nhờ. Chứ không lẽ là em cần việc nhưng mà em cứ kệ rồi thằng anh có nhờ giúp hay không là việc của anh à? Nếu mà anh không biết thì làm sao anh giúp được, đúng không ạ? Cái đó là cái mà chúng ta có thể thấy nó rất là dễ thôi. Thì ngày hôm nay chúng ta thấy rất là rõ, với cái chính sách 4.0 của Việt Nam như thế, cái sự phát triển của Việt Nam như vậy, cũng như là cái việc quan hệ của Việt Nam với các nước như thế, thì chúng ta có thể thấy là cái vị trí vai trò của Việt Nam á, đối với quốc tế nói chung, khu vực châu Á và Đông Nam Á riêng đó, thì chúng ta có thể khẳng định được là cái vị thế của Việt Nam bây giờ nó khác rồi, nó không còn như ngày xưa nữa. Và đặc biệt là trong cái bối cảnh hiện nay đó, là cũng không còn cái tình trạng là dễ dàng là các anh có thể là sang là các anh áp đặt cho tôi vấn đề này hay vấn đề kia, đúng không ạ? Thì cái đó là cái mà chúng ta có thể thấy được. Và cái khía cạnh cuối cùng của mấy anh bắt nháo ở trong cái nội dung thứ ba, vấn đề thứ ba em chia sẻ đó, là chúng ta thấy rất là rõ là trước khi cái thông tin Việt Nam, Tổng thống Mỹ sang thăm Việt Nam đó, thì bọn nó giật những cái tin rất là nóng hổi, nào là chấn động, nào là bình luận sâu, bình luận xa, bình luận mò, bình luận bẫm gì đó, là đợt này là sẽ Tổng thống Mỹ sẽ đưa Phạm Thị Đoan Trang về Mỹ rồi thế này thế nọ làm quà vân vân rồi vân vân để đổi lấy hợp tác. Thì ngày hôm nay chúng ta thấy rất là rõ rồi, chắc là ông Joe Biden cũng bận quá, ông quên bố mất, thế là ông bay về trước, thế là ông không đưa về. Hay là như chúng ta thấy là có bọn nó còn bảo là chính phủ Việt Nam đã ngăn chặn cắt bớt cái vấn đề mà Tổng thống Mỹ phát biểu về vấn đề nhân quyền. Đã muốn hợp tác với Việt Nam mà lại còn đứng ở giữa Việt Nam mà nói vấn đề nhân quyền thì xin thưa, không bao giờ có tuyên bố chung đó, không có cái tuyên bố đó. Tổng Bí thư chắc chắn không bao giờ tuyên bố là nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, đúng không ạ? Các anh phải hiểu một cái vấn đề như vậy, đặc biệt là trong cái hai bên đã thảo luận rồi, đó là tôn trọng thể chế, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Đấy, các anh phải hiểu là như thế, chứ không phải là khi mà Tổng Bí thư đọc thì nó cũng có cái bộ phận phiên dịch đấy, nó phiên dịch lại cho Tổng thống Mỹ nghe đấy, đúng không ạ? Thế nên là những cái thành phần này nó lên nó nói rất là bắt nháo. Rồi cái ví dụ như bọn VOA chẳng hạn, nó lên nó cho rằng là nó đi nó phỏng vấn mấy cái thành phần ở Lido Sài Gòn á, thì nó hỏi xem là cái suy nghĩ của người gốc Việt ở cái Lido Sài Gòn về cái chuyến thăm Tổng thống Mỹ là như thế nào. Thì có người thì rất là ủng hộ nhá, em thấy cũng có người rất là ủng hộ, người ta ủng hộ là vì Mỹ là một nước phát triển về mọi mặt, thì khi hợp tác với Việt Nam như vậy đó thì nó cũng mang lại nhiều lợi ích cho Việt Nam, đặc biệt là người dân Việt Nam có cái điều kiện phát triển kinh tế thì người ta mừng, mừng cho đất nước, mừng cho nhân dân Việt Nam. Thế nhưng ngược lại nó có những cái thành phần nó cho rằng là Tổng thống Mỹ sang thăm Việt Nam mà vẫn để cái Việt Nam nó vi phạm nhân quyền, rồi là những nhà bất đồng chính kiến thế này thế kia thì thế này thế nọ. Nó không hiểu bọn này nó tư duy kiểu gì nữa. Em nhiều khi em đặt ra những cái câu hỏi trong tự suy nghĩ đâu, không biết là nó tư duy kiểu gì, nó ngu thiệt hay nó ngu giả, hay là nó giả ngu nữa. Bởi
vì các anh nên hiểu cái vị trí của vai trò của các anh đi. Các anh sang Mỹ mấy chục năm rồi, đến ngày hôm nay các anh giải quyết một vấn đề gì hay chưa? Các cái đợt bầu cử, các ngày lễ của Việt Nam này, các anh cái cố, các anh không làm gì được. Các anh nhảy dựng ra đường, các anh làm những cái trò mèo. Nhìn vô nó giống như kiểu những cái vở hài kịch và nó cũ rích rồi. Nó diễn đi diễn lại mấy chục năm nay rồi. Ai người ta nhìn vào người ta để ý các anh, đúng không? Chả ai người ta để ý đến nữa. Nhưng mà các anh vẫn cứ diễn đi diễn lại những cái hành động như vậy. Thì không biết nó giải quyết vấn đề gì, hay là các anh vẫn mang cái yếu tố là các anh vẫn đi lừa đồng bào mình mấy chục năm nay rồi mà các anh già sắp chết các anh không bỏ được. Cái đó nó cái lương tâm con người của anh nó còn. Em công nhận là em thấy là nó đưa lên cái clip mà nó đi phỏng vấn á, là có người người ta rất là ủng hộ để cho Việt Nam hợp tác với Mỹ là như thế đó, thì mở rộng quan hệ hợp tác như thế thì tương lai là Việt Nam sẽ phát triển, đất nước phát triển, nhân dân phát triển, người ta rất là mừng cho đất nước Việt Nam, cho dân tộc Việt Nam. Nhưng có những cái thành phần ích kỷ hẹp hòi nó lại mang cái lòng thù hận, nó vẫn ngày nào nó vẫn thế, nó không thay đổi. Mà trong khi đó mồm thì nó vẫn ra rả, nó bảo nó đấu tranh cho người dân Việt Nam, rồi nó góp ý cho chính phủ Việt Nam để cho mà người dân Việt Nam tốt lên. Thế khi người dân Việt Nam có điều kiện hợp tác như thế đó, mặc dù nó chỉ là bước đầu thôi, thì nó lại không mong muốn. Đúng không? Mà không mong muốn thì sao không viết huyết lệ thư, thỉnh nguyện thư, rồi cái mẹ thư gì đó gửi lên Tổng thống Mỹ đó, trước khi ông ấy sang ấy, chặn ngay cửa Nhà Trắng đó, chờ khi nào ông đi ra rồi gửi đó. Kéo lên đó mà làm loạn lên giống như ngày 1 tháng 6 à ngày 6 tháng 1 á, các anh lên đó các anh làm đó, nói gì thì nói, các anh mọi người nhìn đi nhìn lại thấy thôi. Nói riết thì nó cũng vậy à, cái bản chất là nó không có thay đổi. Ngụy nó luôn luôn là ngụy, nó không thay đổi được, nó có đi đến đâu thì nó cũng vậy. Nó ở cái nước tiên tiến hay nó văn minh hay nó được ở cái xứ sở nào cho nữa thì nó vẫn cứ thế thôi. Thế thì để mà chúng ta nghe đó, em thì cũng vô tình thôi, em vô tình thì em có nghe cái clip phát biểu đó thôi, thì em cũng rất là cảm ơn những cô chú anh chị đang ở Mỹ cũng như ở một số nước khác đó. Thì khi mà thấy Việt Nam chúng ta ngày hôm nay có cái vị thế, có cái vai trò, đúng không ạ, nó lên cao như vậy, được mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều nước như thế, có cái điều kiện để phát triển như vậy, người ta mừng, người ta chúc mừng cho người dân và đất nước Việt Nam, chúc mừng chính phủ cũng như Đảng Cộng sản Việt Nam là sau bao nhiêu năm, đúng không ạ, từ cái đống tro tàn đến ngày hôm nay phát triển như vậy, người ta mừng lắm. Em thấy có nhiều người, người ta phát biểu người ta rất là hồ hởi, người ta mừng. Nhưng ngược lại nó cũng có những cái thành phần mà để mà chúng ta thấy được cái bản chất, đúng không ạ, nó có thể nói là nó xấu xa, nó hèn hạ đến mức như thế nào. Có nghĩa là nó không muốn cho Việt Nam chúng ta phát triển. Mồm thì nó bảo nó đấu tranh cho người dân Việt Nam, nhưng mà nó không muốn cho Việt Nam phát triển, nó không dám muốn cho người dân Việt Nam chúng ta có được cái điều kiện để phát triển ấm no hơn, hạnh phúc hơn, đúng không ạ, có cái cuộc sống nó mãn nguyện hơn. Nó có cái gì đó nó đố kỵ, nó vẫn mang tính chất đố kỵ. Thì cái đó nó để mà chúng ta thấy được thì nó các cái tổ chức, đúng không ạ, các cái tổ chức, các cái hội nhóm chống phá Việt Nam chúng ta, cũng như một vài thành phần cơ hội bất mãn chính trị ở trong nước cũng vậy, nó không bao giờ nó mong muốn cho Đảng Cộng sản Việt Nam giữ cái vai trò lãnh đạo, nó không muốn cho đất nước Việt Nam phát triển, và nó không muốn cho người dân Việt Nam chúng ta có được cái cuộc sống ấm no hạnh phúc hơn. Đó là cái mà mọi người có thể dễ dàng nhìn nhận được qua các cái bài nói chuyện cũng như là các cái bài viết rồi của những cái thành phần này. Thì qua đó thì mọi người tự đưa ra cái quan điểm của mình, nhìn nhận đến đâu thì suy nghĩ đến đâu thì đánh giá đến đó, đúng không ạ. Chứ còn trong cái quan hệ hợp tác quốc tế thì chúng ta cứ nói nó một cách nó đơn giản là như thế, thế nhưng mà ít nhiều đó gì đó nó cũng sự ràng buộc lẫn nhau, chứ không phải là anh chỉ biết có cái lợi của anh quên đi cái lợi của người khác. Cũng giống như một số thành phần nó bảo là tôi có quyền đó, nhưng cái quyền của anh không có phạm vào cái quyền người khác, bởi vì quyền con người thì ai cũng như ai đều được pháp luật bảo vệ và bình đẳng trước pháp luật. Thế nên là anh có thể anh lên anh phát biểu cái gì cũng được, thế nhưng mà anh đừng có lôi vi phạm vào cái quyền của tổ chức cá nhân khác. Thì cái điều đó là cái điều mà các cô chú anh chị cũng nên hiểu, chứ không mà đến lúc mà
nghe theo, đúng không ạ, tin theo, rồi dẫn đến vi phạm pháp luật bị xử lý, thì cái đó là cái mà phải chịu thôi. Cái hậu quả mình làm ra thì hành vi mình làm ra phải chịu, chứ không ai mà có thể là bênh được những hành vi sai trái, đúng không ạ? Thì đó là cái quan điểm, cái quan điểm của em chia sẻ về cái nội dung này. Thì tương lai thì chúng ta vẫn tiếp tục chờ đợi và hy vọng là đối với cái việc phát triển đó, đối với sự hợp tác đó, nó phải xuất phát từ cái chân thành của người Mỹ. Em khẳng định là chân thành của người Mỹ, bởi vì là cái việc Việt Nam chúng ta đã tuyên bố như vậy là đã đủ thành ý rồi, đúng không ạ? Đã đủ thành ý để mà hướng tới cái việc hợp tác phát triển rồi. Còn có thành công hay không, có viên mãn hay không thì nó lại phải xuất phát từ người Mỹ nữa. Mấy người Mỹ nữa. Còn cũng có những quan điểm cũng như anh Hoàng Nguyên chia sẻ đây, thì nó lợi dụng để mà nó chia rẽ cái quan hệ Việt Nam với Trung Quốc, thì nó cũng diễn ra từ lâu rồi. Nó vẫn mong muốn Việt Nam cũng giống như Ukraine thôi, đó là lợi dụng Ukraine chống Nga, thì không khác gì nó lợi dụng Mỹ chống Trung Quốc cả. Nó cái chiêu trò, đúng không ạ, cái chiêu trò, cái thủ đoạn mà có thể nói là rất là khốn nạn. Cái câu từ của nhà nước, các cơ quan ban ngành thì người ta hay nói là thâm độc, nhưng mà em thì em bảo cái bọn này là bọn khốn nạn, bọn mặt người dạ thú, nên là cũng không có gì mà lạ cả. Quan trọng là mọi người nhìn nó đến đâu và có cảnh giác với nó hay không thôi, có nhận diện ra cái chiêu trò bọn nó hay không, cảnh giác hay không thôi. Chứ còn Trung Quốc thì nếu như mọi người biết có một cái kênh trên Facebook mới, em không biết mới hay không, nhưng có cái cô mà người đồng bào ở khu vực ở phía Tây Bắc ấy, mà cô đến cô thăm cái ải Nam Quan, cô chia sẻ đó, cô chia sẻ cái ải Nam Quan, chúng ta thấy đúng không ạ, là cái chỗ mà chúng ta đã trải qua cả một cái chiều dài lịch sử, là nhà từ nhà nào đánh quân nào, đúng không ạ, ở năm bao nhiêu đấy, mọi người có thể lên mọi người tìm hiểu. Đó là một yếu tố lịch sử của cha ông để lại, cũng như là để chúng ta thấy được là bao nhiêu năm rồi, chứ không phải là đến bây giờ. Thì dĩ nhiên là đối với cái trật tự thế giới bây giờ đó, mà anh mang quân sau, đặc biệt là sau Nga với Ukraine đó, mà anh mang quân sang anh đánh một cái quốc gia khác là nó cả một cái vấn đề đấy. Còn nếu như các anh mà tìm hiểu ra đó, thì Trung Quốc người ta cũng không ngu đến mức tự dưng người ta bem mang quân, người ta bem Việt Nam chúng ta như ngày năm 79 đâu. Đấy, chúng ta cứ nhìn lại thì chúng ta sẽ thấy thôi. Cái này nó rất là dễ hiểu, chứ không có gì là khó cả. Quan trọng là khi mọi người đọc, mọi người nghe, rồi mọi người đưa ra cái quan điểm nhận xét như thế nào về vấn đề đó thôi. Và cái vấn đề mà nó lợi dụng Việt Nam để chống Trung Quốc, để nó gây chia rẽ, rồi nó gây sự bất ổn, thì nó có từ lâu rồi. Đặc biệt là trước đây em rất là bực những cái thành phần mà giàn khoan 981 hay là Formosa, rồi nó suốt ngày nó kêu gọi thế này thế nọ. Hồi đó em cũng nói thẳng luôn, em bảo đó, bây giờ các anh muốn bảo vệ Trường Sa, Hoàng Sa đúng không, thì bây giờ các anh đăng ký đi, các anh đăng ký với nhà nước đi. Các anh bảo là bây giờ là tôi là có nguyện vọng tôi muốn ra Trường Sa với Hoàng Sa, là để tôi đấy, tôi ra tôi tình nguyện, đúng không, tham gia vào lực lượng quân đội, tôi ra đó tôi ôm súng tôi bảo vệ vùng trời vùng biển của Tổ quốc. Chả thằng mẹ nó đăng ký cả, trốn mất dép hết. Có nghĩa là nó chỉ chống bằng mõm thôi, chứ còn hành động thực tế thì không có. Mà cái loại đó người ta gọi là chùm chăn hô xung phong đấy. Thì xã hội bây giờ nó loạn, nó đầy rồi. Mà cái thành phần này là nó nhiều nhất ở đâu, là cái bọn mắt nháo ở bên kia kìa, cả ly các thứ đấy, toàn bọn mắt nháo. Có nghĩa là toàn lên đấu tranh vào mõm thôi, chứ còn thực hành động thực tế thì không có. Đấy là cái mà chúng ta thấy được, không có gì là khó cả. Ngày hôm nay em có chia sẻ mấy cái nội dung như vậy thì có thể là nó cũng không được trọn vẹn, nó cũng chưa được đầy đủ, thì cũng hy vọng cô chú anh chị có thể là chia sẻ thêm, đúng không? Để em học hỏi thêm, cũng như là có thêm những cái kiến thức để em học hỏi. Thì em cũng lần cảm ơn anh Thư Quang và cô chú anh chị đã quan tâm để em chia sẻ buổi live tối nay. Cảm ơn Dung.